Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Lời đầu tiên cô xin được tự giới thiệu. Cô tên là Nguyễn Thị Ngọc Phụng, là giáo viên ngữ văn của trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Đến với tiết học này, cô trò chúng ta sẽ cùng ôn lại cách làm bài văn biểu cảm mà các em đã được hướng dẫn ở các tiết trước qua những đề văn cụ thể. Cô hy vọng sau tiết học này, các em sẽ rèn luyện được kỹ năng viết bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học thật tốt. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng bắt đầu tiết học hôm nay. Các em thân mến, như thường lệ, để chuẩn bị cho việc học tập, các em cần có trước mặt mình sách giáo khoa ngữ văn 7, tập bài học, tập bài tập và các dụng cụ học tập cần thiết như bút xanh, bút đỏ, viết chì, thước để ghi bài. Trong quá trình học, nếu các em không theo kịp bài, các em có thể bấm dừng hoặc quay trở lại để theo dõi cho đầy đủ. Sau khi xem clip, nếu vẫn có chỗ nào không hiểu, các em có thể trao đổi trực tiếp với thầy cô giảng dạy mình trong những giờ học trực tuyến để được giải đáp và hiểu bài hơn. Trước khi đến với bài học hôm nay, cô trò chúng ta cùng bước vào phần khởi động để tạo tâm thế tiếp thu bài tốt hơn. Các em chuẩn bị sẵn sàng nhé! Ở phần khởi động này, cô mời các em đến với cuộc thi nhổ cà rốt để xem kiến thức mà các em tiếp thu được ở các tiết học trước sẽ giúp các em thu hoạch được bao nhiêu củ cà rốt nào. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Để nhổ được củ cà rốt đầu tiên, cô mời các em trả lời câu hỏi: phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học là gì? Các em sẽ lựa chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án gợi ý sau. A. Là trình bày những cảm xúc về tác phẩm đó. B. Là trình bày tưởng tượng, liên tưởng về tác phẩm đó. C. Là trình bày suy ngẫm của mình về nội dung và hình thức của tác phẩm đó. Và D. Tất cả các ý trên. Đáp án của các em sẽ là D. Con giỏi lắm. Chúc mừng các em đã nhổ được củ cà rốt đầu tiên. Để nhổ được củ cà rốt thứ hai, các em sẽ trả lời cho cô câu hỏi: bố cục bài văn phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học sẽ gồm có mấy phần? Và đó là những phần nào? Các đáp án gợi ý như sau. A. Có 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. B. Có 3 phần: tìm ý, lập dàn ý và viết bài văn. C. Có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Và D. Tất cả các đáp án trên đều sai. Lựa chọn của các em sẽ là C. Con giỏi lắm. Chúc mừng các em. Chúng ta tiếp tục thu hoạch củ cà rốt thứ hai nào. Để có được củ cà rốt thứ ba, các em phải trả lời được câu hỏi: phần mở bài của bài văn phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học cần thể hiện nội dung gì? Đáp án A. Giới thiệu tác phẩm và hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm. Đáp án B. Giới thiệu tác giả. Đáp án C. Giới thiệu nội dung tác phẩm. Đáp án D. Giới thiệu nghệ thuật của tác phẩm. Đáp án của các em sẽ là A. Con giỏi lắm. Chúc mừng các em. Thế là củ cà rốt thứ ba đã thuộc về các em rồi. Củ cà rốt thứ tư có giá trị là câu trả lời đúng của câu hỏi sau. Phần thân bài của bài văn phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học cần thể hiện nội dung gì? Đáp án A. Giới thiệu tác phẩm và hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm. B. Nêu những cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi nên. C. Nêu những ấn tượng chung về tác phẩm. Và D. Cả 3 nội dung trên đều đúng. Đáp án của các em sẽ là B.
Con giỏi lắm. Chúc mừng các em, chúng ta đã thu hoạch được 4 củ cà rốt rồi phải không nào? Câu hỏi cuối cùng sẽ dành cho củ cà rốt thứ 5. Phần kết bài của một bài văn phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học cần thể hiện nội dung gì? A. Giới thiệu tác phẩm và hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm. B. Nêu những cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi nên. C. Nêu ấn tượng chung về tác phẩm. Và D. Cả ba nội dung trên. Lựa chọn của các em sẽ là C. Con giỏi lắm. Chúc mừng các em. Vậy là các em đã hoàn thành xong nhiệm vụ thu hoạch cà rốt của cô rồi phải không nào? Chúng ta thật là giỏi. Vậy là cô trò chúng ta vừa hoàn thành xong phần khởi động, vừa ôn được các kiến thức về đề văn phát biểu cảm nghĩ mà các em đã được học ở tiết trước. Ở tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập viết bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học thông qua hai đề văn cụ thể như sau. Đề thứ nhất, phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Rằm tháng Giêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đề thứ hai, phát biểu cảm nghĩ về khổ đầu bài thơ Tiếng gà trưa của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Hai đề văn này đều có trong phần ôn tập kiểm tra học kỳ 1, cho nên các em chú ý lắng nghe, ghi chép cẩn thận để có kết quả tốt nhất các em nhé. Đến với đề bài 1, các em sẽ nêu cảm nghĩ về một bài thơ ngắn và cụ thể là bài thơ Rằm tháng Giêng của Bác Hồ. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 140 để cùng đọc lại bài thơ, cả phần phiên âm và dịch thơ để chuẩn bị các bước làm bài. Nguyên tiêu. Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, xuân giang xuân thủy tiết xuân thiên, yên ba thăm sứ đàm quân sự, dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền. Rằm tháng Giêng. Rằm xuân lồng lộng trăng soi, sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân. Giữa dòng bàn bạc việt quân, khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. Để cảm nghĩ về bài thơ, các em chú ý bố cục và một số những biện pháp tu từ mà các em đã được học ở những tiết trước về bài thơ. Cũng như cảnh khuya, bố cục bài thơ Rằm tháng Giêng cũng có hai phần là hai câu đầu và hai câu sau. Về các biện pháp nghệ thuật, các em chú ý cho cô phép điểm từ và việc dùng từ lấy gợi tả. Các em cũng cần chú ý đến sự sáng tạo trong thơ Bác, vừa đậm chất cổ thi, vừa sáng ngời vẻ đẹp của tinh thần thời đại mới. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng đến với phần hướng dẫn làm bài văn phát biểu cảm nghĩ về bài thơ này các em nhé. Để làm phần mở bài cho đề văn này, các em cần giới thiệu được bài thơ và nêu cảm nghĩ chung của em về bài thơ. Ở đây, cô sẽ hướng dẫn các em làm theo 3 cách khác nhau. Từ những hướng dẫn này, cô hy vọng các em sẽ áp dụng được vào các đề bài khác nhau để làm phong phú cho bài văn của mình. Với cách 1, các em sẽ thực hiện 2 bước. 1 là giới thiệu bài thơ, 2 là nêu cảm nghĩ chung về bài thơ. Với những gợi ý trong sách giáo khoa, các em có thể dễ dàng giới thiệu bài thơ bằng cách nêu hoàn cảnh sáng tác, nội dung bài thơ. Ví dụ, Rằm tháng Giêng là một bài thơ hay của Bác. Bài thơ được viết bằng chữ Hán vào tháng 2 năm 1948 với thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt. Bài thơ đã cho em thấy được cảnh trăng đẹp ở chiến khu Việt Bắc và tình yêu thiên nhiên hòa cùng tình yêu nước lớn lao, vĩ đại của người chiến sĩ cách mạng mang tên Hồ Chí Minh. Về cảm nghĩ chung của bài thơ, các em có thể viết: đây cũng là bài thơ em yêu thích nhất. 2. Trước khi giới thiệu bài thơ, các em có thể giới thiệu qua về tác giả. Ví dụ, Bác Hồ kính yêu của chúng ta không chỉ là một vị lãnh tụ tài ba, một người chiến sĩ hết lòng vì dân, vì nước, mà người còn là một thi sĩ vĩ đại. Tiếp theo, các em tiếp tục giới thiệu bài thơ và nêu cảm nghĩ chung về bài thơ. Ví dụ, bài thơ Nguyên Tiêu là một trong những minh chứng cho điều đó,
Bài thơ được bác sáng tác vào tháng 2 năm 1948, khi chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra ác liệt. Cảm nghĩ chung, bài thơ đã để lại trong lòng em những cảm xúc khó quên về bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, đầy sắc xuân và lòng yêu nước sâu sắc của bác. Sang cách mở bài thứ 3, thay vì giới thiệu tác giả, trước khi giới thiệu bài thơ, các em có thể giới thiệu chủ đề, đề tài của bài thơ. Như chúng ta cũng biết, cả hai bài thơ Cảnh Khuya và Rằm Tháng Giêng đều thể hiện vẻ đẹp của tranh trong thơ bác và đều gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Vậy nên, các em có thể trích dẫn một hai câu trong bài Cảnh Khuya để dẫn vào bài Rằm Tháng Giêng. Sau đó, các em nêu đề tài quen thuộc là hình ảnh trăng trong thơ bác, rồi giới thiệu bài thơ và khái quát tình cảm của em đối với bài thơ. Các em có thể tham khảo cách trình bày như sau. Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lòng cổ thụ bóng lòng hoa. Nhà phê bình Hoài Thanh từng nói, thơ bác đầy trăng. Thật vậy, trăng trong thơ bác luôn rất tròn và sáng, đẹp một cách viên mãn. Hai câu thơ trong bài Cảnh Khuya đã cho ta thấy điều đó. Càng sáng đẹp hơn nữa nếu đó là ánh trăng đêm rằm trong Tết Nguyên Tiêu. Và ánh sáng ấy, vẻ đẹp lung linh huyền ảo ấy đã được bác, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, khắc họa rõ nét trong bài thơ tứ tuyệt hàm súc, Nguyên Tiêu. Cảm nghĩ chung, bài thơ không chỉ thể hiện được tình yêu thiên nhiên sâu sắc, hòa trong tình yêu nước thiết tha của người chiến sĩ cách mạng, mà còn khiến em ngưỡng mộ sự tài hoa của bác. Từ các bước đã hướng dẫn và các thông tin các em thu thập được, các em đã có thể dễ dàng hoàn thành phần mở bài. Các em có thể áp dụng các cách làm bài này vào các đề văn khác và thể hiện sự sáng tạo của mình, các em nhé. Hoàn thành phần mở bài, cô sẽ hướng dẫn các em làm phần thân bài. Phần này yêu cầu các em nêu được cảm nghĩ về hình tượng thơ, các chi tiết trong bài thơ và tư tưởng tình cảm mà tác giả gửi gắm. Để cụ thể hóa các kiến thức, các em quan sát và thực hiện theo các hướng dẫn như sau. Đầu tiên, các em sẽ thực hiện cảm nghĩ các phần theo bố cục của bài thơ. Ví dụ, bài thơ Rằm Tháng Giêng, các em sẽ thực hiện cảm nghĩ về hai câu thơ đầu và hai câu thơ cuối. Với bài thơ Bạn Đến Chơi Nhà, các em sẽ cảm nghĩ về câu thơ đầu, 6 câu thơ giữa và câu thơ cuối. Như vậy, bài thơ có bố cục mấy phần thì các em sẽ viết mấy đoạn cảm nghĩ. Thứ hai, các em sẽ thực hiện cảm nghĩ về các hình ảnh, các chi tiết nghệ thuật và tư tưởng tình cảm mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm. Chẳng hạn, đọc câu thơ, em thấy hiện lên hình ảnh nào? Hình ảnh đó gợi cho em những suy nghĩ gì? Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu thơ? Nghệ thuật đó có tác dụng gì? Qua đó, em hiểu được tư tưởng, tình cảm nào mà tác giả muốn gửi gắm. Ví dụ, cảm nghĩ về câu thơ Xuân Giang Xuân Thủy Tiếp Xuân Thiên trong bài Rằm Tháng Giêng của Bác Hồ, chúng ta có thể viết: câu thơ gợi ra một khung cảnh bao la, rộng lớn, khoáng đạt qua các hình ảnh sông, nước, trời. Điệp từ xuân được nhắc lại 3 lần, khiến em cảm nhận được sắc xuân đang bao trùm khắp không gian, làm cho cả vũ trụ như trỗi dậy, bừng bừng sức sống dưới ánh trăng vàng. Phải là người yêu mến thiên nhiên biết bao, bác mới có thể viết nên những vần thơ như thế. Thứ ba, các em sẽ thực hiện các bước cảm nghĩ về một câu thơ đoạn thơ như sau. 1. Nêu khái quát nội dung câu thơ đoạn thơ cần nêu cảm nghĩ. 2. Trích dẫn thơ. 3. Nêu cảm nghĩ về câu thơ đoạn thơ đó. Để cụ thể hóa những hướng dẫn mà cô vừa nêu, các em có thể tham khảo cách làm bài theo gợi ý sau. Các em quan sát nhé. Cảm nghĩ về hai câu thơ đầu. Bước thứ nhất, khái quát nội dung. Hai câu thơ đầu đã mở ra trước mắt em hình ảnh vầng trăng sáng tròn trịa trên dòng sông xuân bát ngát
trong trẻo và tràn đầy sức sống. Bước 2. Trích dẫn thơ. Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên. Cảm nghĩ về câu số 1, các em có thể viết: ánh trăng vào đêm rằm tháng giêng đúng lúc tròn nhất, sáng nhất. Bởi thế, ánh sáng ấy lan tỏa khắp không gian sông nước và mở ra một khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng. Nếu ánh trăng trong bài cảnh khuya gợi ra một bức tranh tuyệt đẹp với các đường nét hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo nhiều tầng bậc làm em say mê, thì ánh trăng trong bài nguyên tiêu lại gợi ra vẻ đẹp của một bầu trời cao rộng, trong trẻo, bát ngát ánh sáng lấp lánh khiến em choáng ngợp, chìm đắm. Em như thấy được cảnh trăng ấy đang hiện ra trước mắt, thật tuyệt vời làm sao. Các em tiếp tục nêu cảm nghĩ cho câu thơ thứ hai của bài thơ, các em có thể viết: câu thơ thứ hai như một nét vẽ chấm phá, mở ra cả một không gian bao la, bát ngát, như không có giới hạn, và hình ảnh con sông, mặt nước tiếp liền với bầu trời. Sự hòa quyện giữa ba vùng không gian ấy là do sức xuân đang dâng trào và ánh trăng sáng ngời. Trong nguyên văn chữ Hán, câu thơ có điệp từ xuân được lặp lại 3 lần nhằm khẳng định sắc xuân đang bao trùm khắp không gian, hòa vào trong cảnh vật. Sức sống của non nước mùa xuân làm náo nức lòng người, khơi dậy cảm hứng thơ ca của người thi sĩ. Tất cả đều phơi phới khí thế tươi vui. Bức tranh thiên nhiên sinh động với đường nét hòa quyện, đan xen, lung linh, huyền ảo ấy thật sự khiến em say mê và như bị cuốn hút vào bài thơ. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần nêu cảm nghĩ cho hai câu thơ đầu. Bây giờ, chúng ta sẽ sang phần nêu cảm nghĩ cho hai câu thơ cuối. Ở phần này, các em quan sát cách trình bày sau và nhận diện các bước thực hiện nêu cảm nghĩ mà cô đã hướng dẫn. Bước thứ nhất là khái quát nội dung. Bước thứ hai là trích dẫn thơ. Bước thứ ba là nêu cảm nghĩ về các hình ảnh mà câu thơ gợi ra, các chi tiết nghệ thuật có trong câu thơ. Cuối cùng là tư tưởng tình cảm mà tác giả muốn gửi gắm. Để thực hiện phần này, các em sẽ bấm dừng màn hình lại, đọc phần ngữ liệu và xác định nội dung mà cô yêu cầu. Các em cùng thực hiện nhé. Sau khi đọc xong và suy nghĩ, các em có thể nhận ra các bước cần thực hiện trong đoạn văn. Đầu tiên, đó là khái quát nội dung đoạn thơ, là phần mà cô đang gạch màu đỏ như thế này. Phần thứ hai là phần trích dẫn thơ, màu xanh. Phần thứ ba là phần nêu cảm nghĩ về hình ảnh trong bài thơ gợi ra. Phần thứ tư là phần nêu cảm nghĩ về chi tiết nghệ thuật được gợi ra trong đoạn thơ. Và cuối cùng là cảm nghĩ về tư tưởng tình cảm mà tác giả gửi gắm trong đoạn thơ. Cầu trên cho phần cảm nghĩ về câu thơ số 4, câu thơ cuối của bài thơ. Các em bấm dừng để đọc thầm và xác định các phần cảm nghĩ về đoạn thơ các em nhé. Sau khi quan sát và thực hiện, các em dễ dàng nhận ra các phần cảm nghĩ như sau. Phần chữ màu đỏ là phần nêu cảm nghĩ về hình ảnh mà câu thơ gợi ra. Phần màu xanh là phần nêu cảm nghĩ về chi tiết nghệ thuật trong câu thơ. Và phần cuối cùng chính là phần cảm nghĩ về tư tưởng tình cảm, con người của tác giả. Vậy là cô trò chúng ta vừa hoàn thành xong phần quan trọng nhất của bài văn phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học, đó là phần thân bài. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em viết tiếp phần kết bài để chúng ta cùng hoàn chỉnh bài văn. Yêu cầu của phần kết bài này là các em có thể nêu được tình cảm của mình đối với bài thơ, đối với tác giả. Để làm phần này, các em có thể nêu
cảm nghĩ về nội dung nghệ thuật của bài thơ, cảm nghĩ về con người của tác giả. Ngoài ra, các em còn có thể nêu tác động của bài thơ đến em hay là sức sống của bài thơ của tác giả trong nền văn học dân tộc. Ở phần này, cô cũng có hai cách kết bài gợi ý cho các em tham khảo. Chúng ta cùng quan sát, lắng nghe và học hỏi theo các em nhé. Ví dụ 1. Bài thơ Rằm tháng giêng với âm hưởng khỏe khoắn, tươi vui và hình ảnh lung linh, đẹp đẽ đã đem lại cho em nói riêng và những ai đã đọc bài thơ này nói chung những cảm xúc thanh cao, trong sáng. Bài thơ góp phần khẳng định rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta vừa là một lãnh tụ cách mạng tài ba, vừa là một nghệ sĩ có tâm hồn và trái tim nhạy cảm. Đọc bài thơ, em càng yêu mến Bác vì lãnh tụ vĩ đại và luôn tự hào là con cháu của Bác. Ví dụ 2. Bài thơ đã khép lại, nhưng hình ảnh con sông xuân bát ngát với ánh trăng giác vàng vẫn in đậm trong tâm trí em. Đọc bài thơ, em càng hiểu hơn tấm lòng yêu nước thiêng liêng, sâu nặng và tình yêu thiên nhiên thiết tha của Bác. Bác vừa là một lãnh tụ cách mạng tài ba, vừa là một thi sĩ có tâm hồn và trái tim nhạy cảm với thiên nhiên. Càng hiểu, em càng thấy kính trọng và cảm phục người vì lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Đề 1. Cô trò chúng ta cùng đi vào tìm hiểu đề 2. Cảm nghĩ về khổ đầu bài thơ Tiếng gà trưa của nhà thơ Xuân Quỳnh. Khác với đề 1 là cảm nghĩ về một bài thơ ngắn, ở đề 2 các em sẽ nêu cảm nghĩ về một đoạn thơ bất kỳ trong một bài thơ dài, mà cụ thể là đoạn đầu bài Tiếng gà trưa. Vậy thì cách làm bài có gì giống và khác nhau? Cô trò chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nhé. Trước hết, để chuẩn bị các bước làm bài, các em hãy mở sách giáo khoa trang 148 để cùng đọc lại đoạn thơ với cô. Tiếng gà trưa, Xuân Quỳnh. Trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai nhảy ổ, cục cục tác cục ta. Nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Để biểu cảm về khổ thơ này, các em cần nắm được nội dung khổ thơ bên cạnh nội dung bài thơ. Đó là những rung cảm ban đầu của người lính khi bất chợt nghe được âm thanh tiếng gà trưa. Có thể chia đoạn thơ thành hai đoạn nhỏ để nêu cảm nghĩ, 4 câu đầu và 3 câu sau. Ở 4 câu đầu là hoàn cảnh nghe thấy tiếng gà trưa, và 3 câu thơ sau là tác dụng gợi nhớ của âm thanh quen thuộc ấy. Bên cạnh đó, các em cũng cần chú ý cho cô những nghệ thuật đặc sắc của đoạn thơ, đó là điệp từ nghe được lặp lại 3 lần và nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác trong các câu thơ cuối. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em cách làm bài văn biểu cảm về đoạn thơ này nhé. Cô sẽ hướng dẫn các em làm phần mở bài. Yêu cầu của phần này sẽ là giới thiệu được đoạn thơ cần biểu cảm và nêu được cảm nghĩ chung của em. Trong 3 cách mở bài đã hướng dẫn ở trên, bây giờ cô sẽ hướng dẫn em làm theo cách thứ 2. Còn cách 1 và cách 3, các em hãy vận dụng những hiểu biết đã tiếp thu được để thực hiện nhé. Hoàn toàn không khó với các em phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát cách mở bài 2. Bước thứ nhất, giới thiệu tác giả. Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ xuất sắc trong nền thơ hiện đại Việt Nam. Thơ Xuân Quỳnh thường viết về những tình cảm gần gũi, bình dị trong cuộc sống thường ngày, đồng thời biểu lộ những rung cảm và khát vọng của một trái tim sâu sắc. Bước thứ hai, giới thiệu bài thơ. Bài thơ Tiếng gà trưa là một sáng tác tiêu biểu của bà. Bài thơ được viết trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, in lần đầu trong tập thơ Hoa Giọng Chiến Hào năm 1968. Đọc bài thơ, em cảm nhận được những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm gắn liền với âm thanh tiếng gà trưa quen thuộc cùng tình bà cháu đẹp đẽ. Qua đó, nhà thơ cũng khẳng định tình cảm gia đình là đàm sâu sắc thêm tình yêu quê hương đất nước. Bước thứ ba, nêu cảm nghĩ chung về đoạn thơ. Đoạn thơ em thích nhất là 7 dòng đầu
thể hiện những rung cảm của người chiến sĩ khi bất chợt nghe tiếng gà trư trên con đường chiến đấu. Bước thứ tư, trích dẫn thơ. Trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai nhảy ổ, cục cục tác cục ta, nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Sau khi đọc mở bài tham khảo, các em có nhận ra điểm khác nhau giữa biểu cảm về một bài thơ và một đoạn thơ là như thế nào chưa? À, đó là ngoài việc giới thiệu tác giả, giới thiệu bài thơ, thì thay vì nêu cảm nghĩ chung về bài thơ, các em sẽ nêu cảm nghĩ chung về đoạn thơ và trích dẫn nguyên văn đoạn thơ. Các em lưu ý, khi biểu cảm về cả bài thơ, các em có thể trích hay không trích dẫn lại bài thơ. Nhưng nếu là nêu cảm nghĩ về một đoạn thơ, thì yêu cầu các em phải trích dẫn để người đọc biết được các em đang nêu cảm nghĩ về đoạn thơ nào. Nếu đoạn thơ đó quá dài, các em có thể trích dẫn bằng cách viết câu đầu rồi xuống hàng 3 chấm, câu cuối như trong gợi ý của cô. Các em nhớ nhé. Sang đến phần thân bài, các em lại nêu cảm nghĩ của mình về hình tượng thơ, những chi tiết nghệ thuật mà đoạn thơ gợi ra và tư tưởng tình cảm mà tác giả gửi gắm trong đoạn thơ. Phần này sẽ không có gì khác so với dạng bài phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ. Vậy nên, các em cũng thực hiện theo các bước mà cô đã hướng dẫn. Đầu tiên, các em có thể chia nhỏ bố cục đoạn thơ để nêu cảm nghĩ. Ở đoạn thơ này, cô sẽ chia làm hai phần, đó là 4 câu đầu và 3 câu cuối. Vì 4 câu đầu gợi ra hoàn cảnh người chiến sĩ nghe thấy tiếng gà trưa vang lên trên con đường hành quân, và 3 câu sau là tác dụng khơi gợi của âm thanh quen thuộc ấy. Bước thứ hai, cô vẫn sẽ cảm nghĩ về đoạn thơ qua các hình ảnh, chi tiết nghệ thuật mà đoạn thơ gợi ra và tư tưởng tình cảm mà tác giả gửi gắm. Và cuối cùng là viết theo trình tự, khái quát nội dung đoạn thơ, trích dẫn thơ, nêu cảm nghĩ về câu thơ, đoạn thơ. Và sau đây là gợi ý viết phần thân bài cảm nghĩ về 4 câu thơ đầu của đoạn thơ. Nội dung của 4 câu thơ này là tâm trạng của người chiến sĩ khi bất chợt nghe tiếng gà trưa vang lên trên con đường chiến đấu. Các em chú ý, với những câu thơ không nhiều nghệ thuật như ở đoạn này, các em sẽ biểu cảm về những hình ảnh được gợi ra trong đoạn thơ, ý nghĩa mà những hình ảnh đó đem lại. Bây giờ, các em hãy đọc để tham khảo và nhận diện các phần. Các em bấm dừng, đọc hết các gợi ý của cô để ghi nhớ nhé. Ở phần 2, cảm nghĩ về 3 câu thơ cuối, các em chú ý cho cô. Phần nêu nội dung đoạn thơ, cô có thêm phần chuyển ý để liên kết hai đoạn biểu cảm với nhau. Các em có thể chuyển ý bằng cách nêu lại nội dung 4 câu thơ đầu như cách gợi ý của cô. Ngoài ra, các em cũng cần chú ý nghệ thuật điểm từ và biện pháp tu từ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác được sử dụng trong các câu thơ. Biểu cảm được những chi tiết nghệ thuật này là các em đã cảm nhận được những cái hay, cái đẹp mà tác giả muốn gửi gắm trong đoạn thơ. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng đọc tham khảo phần biểu cảm này nhé. Các em chú ý lắng nghe và quan sát. Cảm nghĩ về 3 câu thơ sau. Bước thứ nhất, chuyển ý, khái quát nội dung. Nếu 4 câu thơ đầu cho em biết hoàn cảnh cũng như không gian, thời gian người chiến sĩ nghe âm thanh tiếng gà trưa, thì 3 dòng thơ tiếp theo lại khiến em cảm động vô cùng bởi ý nghĩa của những âm thanh ấy. Trích dẫn thơ. Nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Nêu cảm nghĩ. Điệp từ nghe được nhắc lại 3 lần và đặt ở đầu mỗi dòng thơ đã làm tăng lên gấp bội tác động kỳ diệu của tiếng gà nhảy ổ đối với người lính. Mỗi lần từ nghe vang lên, em lại cảm nhận được biết bao cảm xúc bùi ngùi. Âm thanh quen thuộc của mọi làng quê ấy đã khơi dậy trong tâm hồn người chiến sĩ cả một bầu trời thương nhớ. Biện pháp tu từ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác đã làm cho âm thanh tiếng gà gợi ra bao cảm giác quen thuộc. Nó không chỉ làm cho cái nắng nóng oi bức của buổi trưa hè sao động
mà nó còn đi sâu vào cảm giác và ký ức của người chiến sĩ, khiến bàn chân đỡ mỏi sau những chuyến hành quân băng rừng, lội suối, hiểm trở, gian nan. Hơn thế nữa, tiếng gà còn gọi về bao ký ức tuổi thơ êm đềm bên người bà kính yêu. Đọc đến đây, em đã cảm nhận tiếng gà của thực tại dường như đổi ngôi cho tiếng gà của tuổi thơ, tiếng lòng của người chiến sĩ đang hiện về. Âm thanh tiếng gà như liều thuốc tinh thần xoa tan mệt mỏi, vất vả sau chặng đường hành quân gian khổ. Âm thanh ấy có sức mạnh thật kỳ diệu đối với người chiến sĩ và làm lay động tâm hồn người đọc. Kết thúc phần thân bài, cô trò chúng ta lại tiếp tục đến với phần kết bài để hoàn chỉnh bài văn. Yêu cầu của phần này vẫn là nêu tình cảm của em đối với đoạn thơ và đối với tác giả. Cũng như ở bài trên, ở đây cô cũng gợi ý viết phần này theo hai cách để các em tham khảo. Cô hy vọng từ những gợi ý của cô, các em trước hết là biết làm bài và sau đó là có thể sáng tạo ra những cách hành văn mới cho kết bài của mình các em nhé. Các em cùng đọc tham khảo hai cách kết bài này. Các em bấm dừng để đọc. Vậy là cô vừa hướng dẫn các em cách viết hai bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học. Một đề là biểu cảm về một bài thơ ngắn và một đề là biểu cảm về một đoạn thơ bất kỳ trong một bài thơ dài. Cô hy vọng các em từ hai cách làm bài này có thể áp dụng vào thực tế để làm các bài văn khác tương tự. Và để chắc chắn các em đã hiểu bài, cô mời các em đến với phần củng cố và mở rộng. Ở phần củng cố này, cô có những bảng màu tương ứng là những bảng màu đỏ và những bảng màu xanh. Bảng màu đỏ là các phần trong bố cục một bài văn. Bảng màu xanh là nội dung của các phần đó. Các em hãy kết nối các bảng màu với nhau sao cho hợp lý nhất. Các em đọc nội dung hai bảng màu và bấm dừng để làm bài nhé. Câu trả lời rất dễ nếu các em chú ý phải không nào? Và kết quả cuối cùng của chúng ta là 1B, 2A và 3C. Như vậy là các em đã hiểu và nhớ rất rõ các kiến thức trong bố cục của bài văn phát biểu cảm nghĩ. Trước khi chào tạm biệt, cô hướng dẫn các em tự học ở nhà. Các em hãy dựa vào hai dàn ý cô vừa hướng dẫn, bấm dừng để tham khảo và viết thành hai bài văn hoàn chỉnh có đầy đủ bố cục 3 phần vào tập bài tập để làm tư liệu ôn kiểm tra học kỳ 1 các em nhé. Và để chuẩn bị cho tiết học sau, các em hãy đọc và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa cho hai bài thơ Tỉnh Dạ Tứ và Hồi Hương Ngẫu Thư. Các em nhớ thực hiện đầy đủ các phần nhé. Lời cuối cùng, cô xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe phần hướng dẫn của cô trong tiết học ngày hôm nay. Chúc các em làm bài tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ học tập trong hoàn cảnh khó khăn này nhé. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.